Nghị định 03/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm nêu rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động và tổ chức dịch vụ việc làm trong việc tuyển và quản lý lao động. Cụ thể, khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động thời gian tuyển lao động, thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả tuyển dụng. Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động yêu cầu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014.